Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry Danh bảo hiểm Obamacare xin gọi 714-873-2004 The Jenga Resort and Casino Tèo Thai Club 714 983 Võ Xe hay 714 983 8693 HT Learning Center Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Thời sự Thế giới ngày hôm nay với Nguyễn Trường và Lạp Sơn. Và trong giây phút vừa qua, quý vị đã theo dõi chúng tôi với những phần tin thời sự nóng hổi. Bây giờ trở lại chuyện về South Carolina, nơi mà một thủ phạm người da trắng đã tấn công và giết chết 9 người da đen. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì bà Nikki Haley là thị trưởng đảng Cộng hòa của tiểu bang South Carolina đã chính thức uh, tuyên bố rằng là cái cái vấn đề mà cái lá cờ mà cái người thanh niên da trắng Dylan Roof á Mà nói rằng là lá cờ này chính là lá cờ kỳ thị chủng tộc Thì đã được đưa đến và vấn đề là sẽ hạ lá cờ này xuống Nhưng mà cái sự tích của cái lá cờ Confederate flag này nó như thế nào? Lập Sơn có theo dõi hay không? Um, dạ có anh thưa anh, cái lá cờ nó gọi là Confederate Confederate có nghĩa là liên minh đó, một Đúng lá rồi. cờ liên minh thì cái lá cờ này họ giữ lại sở dĩ tất cả các tiểu bang đều không có um, có treo cái lá cờ này đặc biệt south carolina họ giữ lại họ coi giống như là một cái di sản đó một cái di tích lịch sử gì đó nhưng mà ngày hôm nay đó um, họ nói là theo cái nguồn tin đó thì cho biết cái lá cờ này không phải là một cái di tích lịch sử nữa mà nó biểu tượng cho một cái sự căm ghét. Là bởi vì cái lá cờ này nó, nó nó biểu tượng cho những người nô lệ ngày xưa uh, quý vị ở nước Mỹ đó đã, đã có hơn 150 năm uh, nội chiến ở đây Đúng và rồi. cái nội chiến cũng xảy ra là vì slavery là vì nô lệ cái à, cuộc nội chiến ở nước Mỹ này thưa với quý vị à, có từ năm 1861 cho tới năm 1865. Sau khi những tiểu bang ở miền Nam bị thua cuộc thì à, cái lá cờ này được dỡ bỏ chỉ có lại một vài tiểu bang được dùng lá cờ này mà thôi Nhưng cho tới năm 2000 thì tất cả những tiểu bang đều không còn dùng lá cờ này nữa chỉ ngoại trừ South Carolina và đặc biệt đó là thưa quý vị khi mà mang tới những cái lá cờ này khi mà bay lên bầu trời đó thì chỉ có South Carolina là có cái cờ này ở trên quốc hội của họ mà thôi. Yeah. Nhưng mà theo như sự thăm dò của cơ quan có tên là PEW đó thì họ cho biết rằng vào năm 2011 khi họ làm một cái thống kê là người dân Hoa Kỳ có còn muốn giữ lá cờ này nữa hay không thì đa số đều nói rằng là lá cờ này nói lên một cái sự gọi là phân biệt chủng tộc nè rồi nói lên một cái dĩ vãng về nô lệ và họ không muốn nhìn thấy lá cờ này nữa nhưng mà con số nó ít lắm à, yeah. chỉ có hai mươi mấy phần trăm thôi yeah. và tới năm 2014 thì họ có làm một cái nữa một cái thuộc thăm dò nữa thì đa số đều muốn gọi là không muốn nhìn thấy lá cờ này ngày hôm qua hôm kia đó thì chính là một cái cái tiệm mà mà rất bán, là nổi tiếng nổi mà, tiến. ừ. mà mà quý vị thường hay đi mua ừ. tất cả các đồ dùng trong nhà mà cái giá cả rất là phải chăng đó là tiệm Walmart thưa quý vị. Đúng rồi, đã tuyên bố rằng là họ không còn bán những sản phẩm nào mà có lá cờ này ở trên đó nữa. Dạ. Yeah. À, và và ngày hôm nay đó thì ở, ở Quốc hội South Carolina họ quyết định họ họ đang coi như là tranh luận để xem thử có giữ cái lá cờ này bay trên những cái building gọi là public building có nghĩa là những cái building của chính phủ đó thưa ừ, quý vị đúng rồi. Yeah. và đặc biệt nữa là thưa quý vị qua những cái hình ảnh á, thì chúng tôi gửi đến quý vị về những cái đố ngọc lạp sơn á, là cái lá cờ này đó là lá cờ nó như thế nào Lá cờ này cũng giống như một cái cái lá cờ màu đỏ, đúng ừ. không? Và cái sọc, hai cái sọc chéo giống như cái chữ X đánh là màu xanh. Đúng Và rồi. những cái ngôi sao trên cái sọc chéo, hai cái sọc chéo màu xanh đó thì là những cái ngôi sao màu trắng, thưa quý vị. Đó, tất cả là có, hồi xưa đó là chỉ có 7 ngôi sao thôi. Bây giờ là bao nhiêu ngôi sao? Bây sao? giờ là 13 ngôi sao ở đúng trên rồi, đó. 13, 13 ngôi sao tượng trưng cho 13 colonies này uh, của, của nước Mỹ. Đúng rồi, yeah. những người nào mà học về... Uh, Uh, quốc tịch mỹ đó thì uh, quý vị sẽ Nhớ thấy gì? cái lá cờ này Có... nhưng mà nghe, uh, bây giờ những cái câu hỏi của quốc tịch mỹ họ sẽ không hỏi cái lá cờ này mà họ hỏi cái lá cờ uh, bình thường thôi đó em dạ. thấy, thấy cái lá cờ đó không wow. được bay ở trên quốc hội ở colombia south carolina ở nước cờ Mỹ đấy có có cờ Mỹ này đây hình như là à, nghĩa trang mà anh nhỉ đây là nghĩa trang yeah. nhưng mà vẫn họ vẫn dùng nghĩa trang cái lá của cờ đội này ừ. họ vẫn 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 dùng cái lá cờ này đó thấy chưa đó lá cờ mà sọc xéo màu xanh mà có cái 13 ngôi sao ở trên đó hmm. như vậy thì thưa quý vị đó là câu chuyện về những cái lá cờ vào sáng ngày hôm nay thì có những cái bản tin khác chúng tôi gửi đến quý vị đặc biệt đó là có cái tin về một người nga đi du lịch ở Việt Nam mà bị bệnh nhiễm bệnh mers, à bệnh ừ, mers hô hấp cấp tính. À, yeah. Như quý vị đã nghe trong uh, thời gian vừa qua thì uh, bệnh mers là bị lan truyền lây lan nhanh nhất ở Tại, uh, uh, Nam, Nam Hàn. Hàn. Yeah, và ở Nam Hàn hiện bây giờ thì uh, hầu hết tất cả các uh, ngành cũng như là du lịch rồi travel thì đều bị ảnh hưởng bởi cái bệnh uh, hô hấp cấp tính này. Và ngày hôm nay thì Việt Nam mình đã có một cái case mới và cái người người này không phải là người Việt Nam thưa quý vị người này cũng là một cái người đi du lịch và uh, oh, quốc tịch là quốc tịch nga. quốc tịch nga, hay yeah. nhưng bà này hay lắm nha. cái người này có uh, uh, có bạn trai là người Việt Nam. à. à, yeah. à cho nên mới đến Việt Nam chơi. Yeah. có và... lẽ anh anh bạn trai này cũng nên bị cách ly. À, cũng nên lắm. À, yeah. <laughs> thưa với quý vị nữ du khách người nga 24 tuổi đã được cách ly tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng và với các triệu chứng như là sốt cao đau họng và nghi nhiễm bệnh MERS và khi mà nó hỏi về đã quá cảnh ở sân bay nào đó thì bà này đã quá cảnh ở sân bay ở tiểu vương quốc Ả Rập và người phụ nữ Nga này cùng bạn trai đã đến Việt Nam được 10 ngày lên Đà Lạt du lịch 3 ngày nay trước khi vào Việt Nam thì hai du khách này đã ngừng lại ở tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và sân bay Bangkok của Thái Lan theo như bà Phạm Thị Bạch Yến, giám đốc của Sở Y tế Lâm Đồng thì những người này đã được vào bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ ở Đà Lạt để khám bệnh và hy vọng rằng là sẽ không có bệnh mơ lan ờ, tràn tới Việt Nam. Nói chung là cái này chỉ là ừ. nghi thôi, à, nghi chứ thôi. là chưa có cái kết quả xác thực ha. Đúng như vậy. Trong khi đó thì thưa với quý vị qua những cái bản tin khác chúng tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay thì ở Việt Nam đang e ngại là cái cơn bão có tên là Eureka. Eureka cơn... Eureka đến từ đâu? Từ Đã, hướng nào? Từ hướng uh, Phi Lột Tân đó. Uh -huh. Từ tướng Phi Lột Tân đường ngoài Biển Đông đi vào Thì bão hiện nay đang là sát với lại tỉnh Quảng Ninh Hạ Long Hiện nay một số những tàu bè đi bị cấm đi ra biển và qua hình ảnh thì thấy là tất cả được tàu bè được đưa vào trong cái cái, cái tơi tụ tập tàu uh -huh. bè, tàu đánh cá và không cho đi ra. Hiện nay đó thì thưa với quý vị qua những hình ảnh đó thì bão uh, Eureka đang đến từ quần đảo Hoàng Sa và có cái chiều hướng đi vào Quảng Ninh, Hà Nội trong những ngày sắp đến. Vào tối ngày hôm nay đó theo giờ của Việt Nam thì bão đã sát vào Hạ Long và Quảng Ninh và gió hiện nay là cấp 8 và cấp 9. Wow. Ừ, cấp có bao nhiêu cấp, cấp mà tới tới cấp 8 cấp 9. Ồ, oh, à? thường thường đó thì bão có thể lên tới cấp 12, 13. Uh, mạnh lắm nhưng mà lên 8 và 9 đó thì có thể là cái sức gió và sức mưa nó lên tới là khoảng hơn 100 ki cái 100 cây số giờ. Wow. Ừ. Đó là cái câu chuyện từ Việt Nam và hiện nay thì đang là theo dõi những cái cơn bão này. Và, và... khi mà bão lớn như vậy thì 500 du khách bị mắc kẹt thưa quý vị. vâng. Yeah. Những du khách này là những khách đi du lịch á, du lịch ở yeah. Hạ Long rồi Quảng Ninh này kia. Yeah. Quảng Ninh là nơi có những cái uh, mỏ than lớn của Việt wow. Nam. Ừ. Wow. À, Quảng Ninh cẩm phả. À, còn nếu mà Lạp Sơn chưa có đi Hạ Long đó, thì ở đó có những cái bờ biển rất là đẹp, có yeah. những cái chương trình mà chúng ta đi ra thăm những cái quần đảo ở ngoài Hạ Long, à, chúng ta có thể mình mướn một cái tàu đó mình đi theo gia đình yeah. hoặc là đi theo một cái nhóm tour nào đó yeah. để đi chơi. thì tất cả ngày hôm nay những con tàu đó không được phép đi ra ngoài biển nữa yes. vì cái cơn bão Yurika đang kéo tới. À, vẫn tin Việt Nam thì sáng ngày hôm nay có một cái bản tin là xe giường nằm là có biết xe giường nằm là xe gì không? À, có thưa quý vị, ở đây thì thường cái xe xe, xe bus của mình à. đó thì mình ngồi đúng. rất là thoải mái nhưng đúng. mà bên Việt Nam càng thoải mái hơn nữa là giường uh, nằm mà chẳng những một tầng mà là hai tầng. Đúng, đúng, người đúng, nằm đúng. ở trên rồi người nằm ở dưới mà cái người nằm ở trên chân dài quá mà thòng xuống người dưới cũng hơi bị khó chịu. Ờ <laughs> thưa quý vị, tôi gian gửi đến quý vị đây là hình ảnh cho biết rằng là trong ngày hôm qua có một chiếc xe giường nằm đã rơi xuống vực và 40 người gặp nạn và cái câu chuyện này như như thế nào chúng tôi sẽ được phép quay trở lại cái phần tin này sau một vài thông tin thương mại gửi đến quý vị vào sáng ngày hôm nay.